Xin thân ái gửi lời chào đến cô chú chị gần xa ha. Thì hôm nay em giới thiệu đến cô chú anh chị mình một căn nhà giá rẻ tiếp giáp mặt tiền đường nhựa lớn của cô chú chị ha. Thì nhà đất mình thì ở bên kia ở mặt tiền kinh đó. Thì đất mình tọa lạc là ấp Phước Thuận, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh của chú chị ha. Hiện tại con đường nhựa này là con đường hương lộ 8, hướng này mình chạy thẳng luôn là khoảng 700-800 mét nữa là đụng ngã tư Trung Dầu. Con đường bên đó là con đường DT786, nó nối liền thành phố Tây Ninh và Đức Huệ, cửa khẩu Thông Môi và Đức Hòa của chú chị ha. Thì ngược lại hướng này ở đây thì mình sẽ đụng một cái ngã ba đó, ngã ba rất là lớn, thì mình chạy thẳng luôn là mình về thị tứ Lộc Giang của thành phố Đức Hòa. Mình quẹo trái mình về trung tâm xã Phước Chỉ cũng như là trung tâm xã Phước Bình, Bình Thạnh cũ của chú chị ha. Nói chung là hai hướng này mình đi về thị xã Trảng Bàng cũng được ha, mình qua Lộc Giang của thị tứ Lộc Giang của Đức Hòa cũng rất là gần, khoảng 4-5 cây số trở lại thôi. Còn hướng đi hướng này mình lên trung tâm Phước Chỉ, Bình Thạnh cũng về khu nghiệp Thành Công đó. Thì từ vị trí này mình sẽ di chuyển qua khu nghiệp Thành Công tầm khoảng 7 km của chú chị ha. Nói chung đi làm thì tầm khoảng 10 phút đó. Thì căn nhà em giới thiệu đến cô chú anh chị hôm nay là căn nhà liền kề mấy căn nhà này. Bây giờ mời cô chú anh chị mình vô xem tham khảo ha. Vô cho cô chú chị mình xem lại ha. Có đây con đường nhựa của mình. Đó, trước có bãi sân này chuẩn bị làm khai sân rất là lớn ha. Thì bây giờ đây có cây cà na rất là ngon luôn, chẳng mình làm trái rồi. Em xin nhắc lại của chú chị mình ha, nhà đất mình tọa lạc ấp Phước Thuận, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Cái diện tích thì tổng diện tích là 170 m², có ngang là 5 m, hậu dài 34 m, có 100 đất ở luôn, đất ở của chú chị ha. Thì đây tất cả đây là nhà anh em ta không à. Thì có một cái cầu đó mình sử dụng chung, nếu mà cần thì ta làm giấy tờ cho mình ha. Thì đây có nghĩa là từ cái mí này mình sẽ kéo ngang qua hết bên đây là 5 m của chú chị ha. Thì nhà máy che mí hiên là rất là đầy đủ rồi. Thì được cái ở đây khí hậu rất là mát mẻ. Trước đối diện mình là một con kinh, con kinh này nó thông nước đây ra tới dòng sông Cổ Đông ha, nó kinh thông đó. Thì nhà cũng lót gạch nó rất sạch sẽ nè. Thì cô chú anh chị mình muốn có xe hơi thì đi, nếu là làm thì tốn thêm cái cầu, thì chi phí nếu mà đi 4 bánh được khoảng 100 triệu. Rồi trước khi vô nhà cho cô chú anh chị mình xem cái hướng. Thì nó giữa hướng hướng nam lệch lệch về đông nam của chú chị ha. Đó. Nói chung là hướng nam là mát, lúc nào cũng mát của chú chị ha. Rồi mời cô chú chị mình vô nhà. Thì em quay nhanh lẹ thôi, cũng không có đưa gì ha. Nhà này giá rất rẻ, quan trọng là hậu dài. Nhà nhỏ, hai chồng ở ngon lành gần đầu ha. Thì trước hết một phòng ngủ, hai phòng ngủ. Cái này phải lau phòng thêm cho nó mát ha, hai phòng ngủ. Phía sau của mình chung được cái hậu dài ha. Thì tiền nào của nấy của chú chị ha. Mà thấy cái căn này thì ở rất là ok, mát mẻ, khí hậu mát mẻ ha. Đó thì trước hết mình thấy tới hàng rào đó rồi ha, tới hàng rào hết đất đó, thì có gì gặp chủ vô xem rồi đo đạc lại ha. Đó thì xung quanh chúng ta là tất cả là ruộng đó chú chị ha. Ở phía sau có ao rồi, đây nhà tắm của mình
Hiện trạng ở đây tất cả dân mình xài nước cấp thủy ha, nước của nhà nước ha. Còn ở dưới trước nhà mình có một con kênh, thì tưới tiêu hay là trồng trọt thì mình dùng bông tưa bơm lên thôi, chứ ở đây cũng không có khoan giếng đó. Thì dưới giá mong muốn của chủ bán hết căn nhà đất này nhanh gọn lẹ luôn đó, khỏi mà dây dưa mất thời gian, là 600 triệu chốt của chú chị ha. Thì cô chú chị mình có nhu cầu liên hệ điện thoại Zalo trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn ha. Rồi đây coi hai cái view gì đây. Xem hồ nước.